Nhìn bề ngoài, khu vực này giống như là nơi chứa đồ phế thải, nhưng thực chất lại là kho chứa hàng tấn bánh kẹo với đủ mác hàng nhập ngoại, nhưng phổ biến nhất vẫn là bánh kẹo Thái Lan, Hàn Quốc. Loại bánh sô-cô-la ốc quế này có bao bì nhãn mác toàn chữ Hàn Quốc, được chủ hàng quảng cáo đang bán rất chạy, nhưng nơi sản xuất thì lại không phải là Hàn Quốc. Người ta gửi cho em cái hóa đơn đỏ là sản xuất tại Trung Quốc mà. Nhưng mà nhãn mác là gì? Nhãn mác là Hàn Quốc. Còn loại kẹo dành cho trẻ em được thiết kế bắt mắt giống hình quả trứng này cũng cùng nước sản xuất, dù mã vạch in trên bao bì là hàng Thái Lan. Biết thừa hàng này Trung Quốc, em lẻ đi. Vô số loại bánh kẹo khác ở đây nhãn mác bao bì ghi sản xuất tại Thái Lan, Hàn Quốc hay Indonesia, nhưng chủ hàng khai nhận là hàng Tàu. Mang mác là hàng nhập ngoại, còn giá nhập vô cùng rẻ, nên ở đây bánh kẹo được chủ hàng đối xử như thế này. Người ta tìm mọi cách người ta mua rẻ, thì người ta bán được rẻ. Mà bây giờ mình mà làm hóa đơn đỏ để cho đúng loại tác thì mình lại bị mua đắt thì mình bán lỗ. Đúng không? Mình, em nói mẹ, em không phải người tiêu dùng, em chỉ là người buôn thôi, có lãi thì em buôn. Cứ có lãi thì buôn, nên bánh kẹo có giả mạo xuất xứ, thậm chí nếu có độc thì vẫn bán bình thường. Vì theo Cục An toàn Thực phẩm, loại kẹo mút phát sáng dành cho trẻ em này đã nằm trong danh sách các sản phẩm bị cấm lưu hành khi chứa chất cực độc ở phần que, có thể gây ung thư, đột biến gen nếu trẻ tiếp xúc với loại hóa chất ở bên trong. Em buôn cái hàng này cũng chưa bác nào phổ biến, em mới buôn có 1 năm nên cũng chưa được ai phổ biến. Bây giờ các anh đến các anh phổ biến cho em là buôn hàng này là sai pháp luật. Em tiếp thu từ bây giờ thà em không buôn cái hàng này nữa. Cơ quan công an cho biết, tuy nhập với giá rẻ nhưng khi đến tay người tiêu dùng, giá bán luôn cao gấp ít nhất từ 3 đến 4 lần. Giá thành tương đương với hàng thật, trong khi bao bì được thiết kế bắt mắt, nên các loại bánh kẹo giả nguồn gốc xuất xứ này khiến người mua khó có thể phân biệt được. Lợi dụng với tâm lý của khách hàng là thích hàng ngoại, nhất là đối với thực phẩm và bánh kẹo. Một số đối tượng đặt hàng từ bên kia biên giới những cái sản phẩm ghi sai nguồn gốc xuất xứ nhằm mục đích đánh lừa người tiêu dùng để bán ra thị trường. Ước tính có khoảng gần 2 tấn bánh kẹo tại đại lý này đã bị thu giữ. Nhưng trước đó không biết có bao nhiêu tấn hàng đã tung ra thị trường bán Tết, khi bánh kẹo từ đây vẫn ngày đêm phân phối đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.